Trước trận đấu, phải khẳng định là Jordan và chúng tôi đều muốn giành trọn 3 điểm. Ở trận này chúng tôi đã có những cơ hội nguy hiểm, nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Đó là điều đáng tiếc khi cuối cùng chúng tôi chỉ có một thay vì 3 điểm. Các cầu thủ của tôi đều đã chơi tốt và tôi muốn cảm ơn họ vì điều đó. Hai trận đấu đã qua, các cầu thủ tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Đó là vấn đề của đội. Các cầu thủ sẽ còn trận đấu cuối cùng ở vòng bảng để cải thiện điều đó. Tuy nhiên có một điều tích cực là trong hai trận vừa rồi, dù chúng tôi không ghi bàn nhưng chúng tôi cũng không để thủng lưới. Tôi cho rằng chỉ là thiếu may mắn chứ không phải là vấn đề quá nghiêm trọng. Trong trận đấu với Việt Nam, chúng tôi có 4-5 cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng và cả những cơ hội ở ngay trong vòng cấm nhưng lại không thể ghi bàn. Giờ chúng tôi cần phải toàn tâm toàn ý cho trận đấu gặp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sắp tới và hy vọng có một kết quả tốt. Luật được AFC quy định, chứ chúng tôi không được làm điều đó. Khó khăn cho chúng tôi khi tính đối đầu trước, nhưng chúng tôi phải tuân thủ thôi. Giờ điều quan trọng là Việt Nam cần tập trung và giành chiến thắng trước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và cùng chờ xem liệu chúng tôi có thể giành vé vào tứ kết hay không. Rất khó để có thể đá mà chỉ nghĩ đến một kết quả hòa trước đối thủ mạnh như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Bởi rất có thể khi đó chúng tôi phải nhận thất bại. Đó là lý do mà chúng tôi sẽ hướng đến 3 điểm ở trận đấu tới.